Thì đã độ lên thôi nha anh em. Quá đã luôn anh em ha. Rồi xin chào anh em Galaxy 50 nha. Đang tiến hành lên cái bài là 54 gen zin cho chiếc Galaxy 50. Sẵn đây mình đang tiến hành chẻ máy, mình quay lại cho anh em tham khảo luôn nha. Thì full máy mình đã chẻ full trong gửi xe ha. Mai mình tiến hành là làm đồ và mình lên gửi xe nha. Đó thì máy này mình làm là full gen nồi lòng luôn. Đó thì sư phụ mình đang tiến hành chẻ góc giữa ra để làm nha. Thì anh em coi luôn ha. Đó. Thì full có hình là 54 gen zin, chẻ full máy nha. Đó, gen đồ kia chủ xe mình sẽ làm full từ đầu tới cuối luôn. Đây, full cục máy của chiếc Galaxy 50. Chủ xe này làm cái cấu hình là full gói chẻ máy luôn nha. Đó, thì anh em tham khảo thêm trước khi chưa làm như thế nào ha. Đó, mình sẽ tiến hành là chẻ máy và tháo đũa luôn nha. Tháo đũa về lên 54 ha. Cấu hình này là bài bền nha, 54 bài bền dành cho chiếc Galaxy 50. Thì anh em Galaxy 50 có thể tham khảo nha. Bên tiệm có nhận lên full 100, 110, 125, 135, 150, 175 cho anh em Galaxy 50 ha. Chủ xe này chọn cái bài thì là full 54 zin nha. Chào anh em đến với độ xe .com ha. Nay sư phụ đã thành ráp một máy của chiếc SQM Galaxy 50 nha. Lên cái bài là full 54 zin. Thì anh em thấy sơ qua là mình đã thay gen cho chủ xe nè, đó làm mổ lòng của chủ xe luôn. Đó gen này là gen chủ xe là gen 50 nhỏ nha, mình đi cái gen cho chủ xe luôn, thay gen bự chủ xe luôn nha. Thì đi full lòng mới với lại là đầu mới luôn, nói chung cấu hình là 50 này mình sẽ bỏ hết nha. Đó mình đi chủ xe lòng mới nè, lòng mới nha, đầu mới luôn nha. Đó. Còn cái bộ đầu lòng cũ chủ xe là bỏ nha, gen bỏ luôn. Thì mình đang đáp full cái mới vô luôn. Thì sẵn đây mình thay một sợi sim cam 84 chủ xe luôn nha. Đó sim cam DD nha anh em ha, buôn hàng DD Thái nha. Đó. Đũa mình cũng thay bộ đũa mới luôn, tại vì cái lòng cũ của nó là ngắn hơn cái lòng của mình ha. Mình thay cái lòng dài hơn cho chủ xe luôn. Thì trước khi mà lên máy thì mình quay cho anh em tham khảo để anh em nắm ha. Thì sau khi lên máy thì mình sẽ quay lại cho anh em nghe tiếng máy rồi tiếng lên hậu luôn nha. Đó thì full là cái máy này là sư phụ đã làm xong cái nồi nha. Nồi là làm xong rồi, ráp vô, ráp dê. Giờ tới hậu ráp đầu lòng nha. Rồi mình xin chào anh em ha. Dạ anh em. Chào anh em đến với độ xe đẹp với con. Đã hoàn xong cái bài 54 zin chiếc Galaxy 50 nha. Thì cái xe này cấu hình là mình làm full cả zin nồi đầu lòng luôn ha. Thì sẵn đây cho anh em nghe tiếng máy ha. Máy nổ thì đâu khác gì xe zin của anh em đó. Anh em coi ha. Bao êm cho anh em luôn. Êm ru. Thậm chí là êm hơn những chiếc xe zin nha ha. Nó nổ là không có nghe gì hết luôn nha. Rất là từ từ và nhịp nhàng ha. Sẵn đây mình sẽ lên ga cho anh em nghe ha. Chỉ khi nào mình lên ga mình biết cái xe này đã độ lên thôi nha anh em. Quá đã luôn anh em ha. Thì cái xe này là chủ xe sẽ kiếm tiền để làm cái bô thôi nha. Bô là nó là bô zin luôn. Mình sẽ kêu chủ xe là móc nhẹ cho nó êm luôn nha ha, thoáng ha. Anh em mà muốn làm cấu hình bài 54 zin thì thể tham khảo này nha. Bài này vừa êm vừa mạnh vừa bền ha. Thì cái cấu hình mà chủ xe này làm là cái gói là 4.8 triệu nha. Còn cái gói mà nhẹ tiền hơn là 3.6 triệu. Thì anh em muốn làm full có thể qua bên tiệm mình để mình có nhiều cấu hình cho anh em chọn, từ cấu hình tầm giá rẻ, tầm trung và đồ tốt nha. Thì anh em có thể muốn xếp cấu hình thì có thể qua bên tiệm mình sẽ tư vấn cho em làm full cam xăng nồi hoặc bô xăng lửa, tùy anh em chọn nha. Sẵn đây cho anh em nghe lại tiếng máy rồi mình chào anh em ha. Hậu là bao đâm lên xe là ré xe em đi nha. Đó. Rồi mình xin chào anh em nha.